Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Các em thân mến, trong tiết học trước, các em đã được ôn bài hát Tổ quốc ta và nghe nhạc hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Trống cơm. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện các nội dung tiếp theo của chủ đề 8. Chúng ta đến với tiết học số 34, giới thiệu nhạc cụ gõ Chango, luyện tập hình tiết tấu 1 và 3, đọc nhạc cao độ các nốt Do, Re, Mi, Son, La. Đến với nội dung thứ nhất, thầy giới thiệu với các em nhạc cụ gõ Chango, hay có những tên gọi khác nhau như tam giác chuông, kẻng tam giác hay kẻng ba góc, là một trong những nhạc cụ nhỏ nhất trong dàn nhạc giao hưởng, chỉ có một âm thanh không có cao độ xác định và được làm bằng inox uốn cong thành hình tam giác, có một góc không dính vào nhau, có cạnh dài 15 cm, được treo trên một sợi dây. Sử dụng nhạc cụ này thì sẽ dùng một thanh kim loại có đường kính 5 mm, dài 11 cm, gõ vào các thành của nhạc cụ tạo nên những âm thanh tuy không xác định cao độ nhưng có âm vực cao, trong trẻo và ngời sáng. Cách sử dụng nhạc cụ này: với cách thứ nhất thì người chơi một tay cầm sợi dây treo nhạc cụ, tay kia dùng que thép gõ lên các thành tạo nên các âm thanh vang xa, trong trẻo. Cách 2, người chơi sẽ cầm cố định tam giác chuông, dùng que gõ vào các cạnh sẽ tạo nên những âm thanh dứt khoát, ngắt tiếng. Sau đây, thầy mời các em dùng tam giác chuông. Chúng ta sẽ gõ đệm kết hợp hình tiết tấu 1 và 3. Các em sẽ nghe và quan sát thầy giáo thực hiện một lượt nhé. Xin mời các em thể hiện nào. Tiếp theo của nội dung thứ hai ngày hôm nay, thầy mời các em cùng vận động cơ thể theo hình tiết tấu 1, 2, 3. Có hai cách. Cách 1, các em sẽ sử dụng hai tay vắt chéo vỗ vào hai bên vai tương ứng với các hình nốt nhạc. Dấu lặng đen, các em mở tay ra. Và cách số 2, hai tay vỗ vào đùi tương ứng với các hình nốt nhạc. Dấu lặng đen, hai tay mở ra. Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay là đọc nhạc theo mẫu âm. Trước khi vào đọc nhạc theo mẫu âm, thầy mời các em cùng ôn lại các nốt nhạc Do, Re, Mi, Son, La theo ký hiệu bàn tay. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe lại giai điệu của các nốt Do, Re, Mi, Son, La. Xin mời các em cùng thực hiện nào. Thầy
Tiếp theo, đến phần đọc theo mẫu âm. Thì mời các em sẽ nghe giai điệu mẫu âm này một lượt trước nhé. Thầy mời các em cùng đọc dòng nhạc số 1. Các em sẽ nghe giai điệu. Thầy mời các em cùng nghe lại. Xin mời các em thực hiện nào. Xin mời các em thực hiện nào. Xin mời các em thực hiện lại. Sau đây, các em sẽ nghe giai điệu dòng nhạc số 2. Xin mời các em nghe lại. Mời các em thực hiện nào. Mời các em thực hiện lại lần nữa. Sau đây, các em sẽ nghe lại giai điệu mẫu âm này một lượt. Mời các em thực hiện mẫu âm này nào. Xin mời các em cùng thể hiện lại lần nữa nào. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em ở nhà thực hiện một số nội dung sau. Các em hãy nhớ tên và ký hiệu bàn tay các nốt nhạc mình đã được học. Ghi nhớ các hình tiết tấu số 1, số 2 và số 3. Đồng thời, các em sẽ ôn luyện các bài hát đã học trong năm học vừa qua nhé. Giờ học của chúng ta đã đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những giờ học lần sau. Xin chào các em.